sau 5 năm nghiên cứu và phát triển, dự án robot đã phát triển thành công khả năng tự chủ cho 2 nguyên mẫu taxi thuyền tự hành quy mô lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc thuyền tự hành có thể giúp thành phố Amsterdam di chuyển một phần giao thông đường bộ xuống mặt nước, đồng thời tạo ra các giải pháp sáng tạo cho những thách thức đô thị? Robot, một dự án nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts MIT và Viện Giải pháp Đô thị Tiên tiến Amsterdam Việt Am vừa thông báo rằng họ đã phát triển thành công khả năng tự chủ cho 2 nguyên mẫu quy mô đầy đủ. Sau 5 năm nghiên cứu và phát triển R&D, dự án đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo theo hướng thử nghiệm và thương mại hóa. Từ tháng 11 năm 2021, dự án sẽ tiếp tục phát triển 3 trường hợp sử dụng: vận tải hành khách, hậu cần thu gom chất thải và khảo sát cơ sở hạ tầng nước và giám sát chất lượng nước. Robot đã đi được một chặng đường dài kể từ lần đầu tiên nhóm bắt đầu tạo mẫu các tàu nhỏ trong hồ bơi MIT vào cuối năm 2015. Với 2 chiếc thuyền cỡ lớn hiện đang hoạt động ở Amsterdam, robot còn hơn cả một bằng chứng về khái niệm. Vào năm 2021, các nhà nghiên cứu và kỹ sư tập trung vào việc phát triển quyền tự chủ cho 2 nguyên mẫu quy mô đầy đủ, bao gồm tìm đường, tự động cập bến và tháo dỡ hàng hóa, và tránh va chạm. Robot tự học hỏi và điều chỉnh khả năng của mình dựa trên những trải nghiệm trên mặt nước, bức tranh giữa sự hối hả và nhộn nhịp trên các con kênh ở Amsterdam. Bối cảnh đô thị này liên quan đến việc điều động không gian chật hẹp, bao gồm độ phức tạp cao và không có nhiều cấu trúc, gây ra bởi nhiều trở ngại có thể gặp phải. Để điều hướng vùng biển nhộn nhịp của Amsterdam, robot cần sự kết hợp tỉ mỉ của phần mềm điều hướng, nhận thức và điều khiển phù hợp. In Deinemer, trưởng dự án robot tại Việt Am cho biết, nhóm robot triển khai các thuật toán trong số những thứ khác, phân loại các đối tượng cụ thể mà nó phát hiện trong quá trình di chuyển. Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại bến cảng của phòng thí nghiệm sống Marine Terrein Amsterdam, một nơi thử nghiệm cho sự đổi mới nằm ở trung tâm của Amsterdam. Mỗi lần tàu di chuyển đến khu vực này, tàu đều rút ra kinh nghiệm và rút kinh nghiệm cho các tình huống trước đó và các đối tượng gặp phải. Do kết quả của các vòng phản hồi liên tục, robot giờ đây có thể tự động điều hướng trong khu vực này. Deinemer cho biết, để tự động xác định đường đi tự do, robot sử dụng LiDAR và máy ảnh để cho phép chế độ xem 360 độ. Đây còn được gọi là bộ nhận thức và cho phép robot hiểu môi trường xung quanh. Khi nhận thức chọn một đối tượng mới, ví dụ một chiếc cano, thuật toán sẽ gắn cờ mục đó là không xác định. Sau đó, khi nhóm nghiên cứu xem xét dữ liệu được thu thập trong ngày, đối tượng được chọn theo cách thủ công và được gắn thẻ là cano. Cách này, thuật toán được đào tạo về thời gian để vượt trội hơn mắt người trong việc nhận dạng đối tượng. Cơ chế chốt của thuyền cho phép thuyền kết nối với một bến tàu hoặc với một thuyền khác. Với tính năng này, robot có thể tạo thành những cây cầu tạm thời để tạo ra cơ sở hạ tầng đô thị mới, cũng như các sân khấu và cầu nổi. Carlo Ratti, giáo sư thực hành tại khoa quy hoạch và nghiên cứu đô thị và giám đốc phòng thí nghiệm thành phố MIT cho biết, bước tiếp theo của robot là thương mại hóa công nghệ này. Stefan Van cho biết, trung tâm lịch sử của Amsterdam, với mạng lưới kênh rạch và những thách thức thời hiện đại chẳng hạn như tắc nghẽn và hậu cần, là nơi hoàn hảo để bắt đầu các thí điểm thực tế nhằm tạo ra phương tiện giao thông thông minh và bền vững hơn trên mặt nước. Rách, giám đốc sáng tạo tại Việt Am, vào năm 2022, nhóm sẽ tập trung phát triển trong tương lai vào 3 trường hợp sử dụng: vận tải hành khách, hậu cần thu gom chất thải và các ứng dụng khảo sát, giám sát. Van Zech cho biết, ví dụ, bằng cách sử dụng robot để thu gom rác thải từ trung tâm thành phố Amsterdam, số lượng giao thông trong thành phố có thể giảm bớt, làm giảm bớt áp lực từ những cây cầu mỏng manh và tường quay. Robot hợp tác với các công ty và thành phố tiên phong để mở rộng quy mô công nghệ hơn nữa. Trong khi vận chuyển tự hành tập trung vào các quỹ đạo đơn giản hơn, robot được thiết kế để điều hướng các tuyến đường thủy đô thị năng động và bận rộn, chẳng hạn như kênh đào Amsterdam.
Điều này làm cho robot phù hợp với các thành phố đồng bằng và bến cảng các khu vực trên toàn thế giới. Nó cũng tạo ra những khả năng mới cho cơ sở hạ tầng đô thị linh hoạt. Kết hợp với khả năng thực hiện nhiệm vụ 24/7, robot có thể tạo ra giá trị to lớn cho một thành phố, Van Zek kết luận. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!